một này. Wow, bố này viết đẹp thế em. Trời ơi, đây chị muốn chị làm lót đâu. Chị làm gãy của em, cái bút nó không nhận xinh thật, chị cũng thích. Cả đêm hôm qua chị làm đấy. Cái này là xúc xích này, còn cái này là kẹo Happy Apple đây nè. Đấy, chị làm đấy, chị lặn đấy, chị biết là em thích. Còn là cái ở giữa này là kẹo á. Chị Masa, chị Masa. Em, mẹ em mời đi công tác. Đây, trời ơi, chị đang làm giỏ bài tập bên này. Mẹ em mời đi công tác mua cho em cái bút này. Ôi, đây là cái bút à? Để chết từ giờ em vẽ. Thôi chị xem nào, để chị viết thử đã. Ngồi đây, để chị viết thử đã. Để chị viết thử nào. Ôi, đây là bút á. Ban đầu chị nhìn chị tưởng nó giống như mấy viên kẹo gò vào bông gòn ý. Nhỏ nhỏ ấy, kiểu mút ý. Bút viết thế nào. Một này. Wow, bút này viết đẹp thế em. Trời ơi. Đây, chị muốn chị làm lót đâu. Mẹ em à, em phải gặp mãi mẹ em về mua cho. Chị xin lỗi, chị không cố tình mà. Chị muốn viết một tí thôi mà em. Không hiểu sao cái tay này lúc nào mình cũng mạnh tay mạnh chân ấy. Lần nào cũng làm hỏng đồ của em ấy. Bây giờ làm thế nào bây giờ nhờ. Chết rồi, bây giờ làm gãy em chỉ có một cái bút đấy thôi. Thôi được rồi, mình phải nghĩ ra cách mới được. Gì? Làm sao mà mặt xị ra này? Lần sau chị Masa ra mai bảo là không có nhà nhá. Chào bác ạ. Ờ, bác chào con. Thế hai chị em hôm nay làm sao tranh chuyện nhau ạ? Mặt sưng như cái thớt ở trong nhà kìa. Tại con ạ. Làm sao? Dạ, không sao, em có nhà không bác? Thế con vào nhà đi, trên tầng ấy. Dạ, không ạ. Con chào bác. Sushi ơi. Ba, con bảo ba là con không biết mặt sao là ai mà. Thôi đừng giận chị nữa mà. Chị không may, tại cái tay của chị nó vụng về mà. Em biết chị vụng về mà, đừng giận chị nhá. Thôi em đang bận lắm, chị đi về đi. Thôi đừng giận chị. Chị cũng đã lên mạng tìm rồi. Ba chị bảo là ở Việt Nam chưa có. Mấy hôm nữa chị ba chị đi rồi ba chị mua cho nhá. Cả tối đêm hôm qua chị không ngủ đâu. Chị thúc chị làm cái này cho em. Nó cũng giống cái kẹo ấy, giống cái bút của em. Nhưng mà cái này ăn được ấy. Thôi em cầm tạm nhá. Đừng giận chị nữa nhá. Chị biết là em đang giận chị thôi. Lúc khác chị sang chơi với em nhá. Chị đi về đấy. Nhớ đừng giận chị nhá. Ôi nổi ôi Masa, đáng yêu như này thì ai mà ghét được. Masa, em không giận chị nữa hả? Chị xin lỗi em. Chị làm gãy của em. Cái bút nó không nhận xinh thật, chị cũng thích. Cả đêm hôm qua chị làm đấy. Cái này là xúc xích này, còn cái này là kẹo Happy Apple đây nè. Đấy, chị làm đấy, chị lặn đấy, chị biết là em thích. Còn là cái ở giữa này là kẹo ấy. Này. Ừ, em ăn thử đi. À, cái ở giữa này là bánh sô-cô-la đó. Em rút ra thôi, em đừng cắn cả. Kẹo cao su không nhai với bánh được. Đấy là kẹo cao su á, nhai xem có phải không. Chị không biết thổi bóng không? Chị không biết thổi bóng. Em biết thổi bóng không? Chị biết đúng là kẹo Happy Apple không? Em thấy chị siêu không? Đây là xúc xích ấy. Xong rồi chị phải lấy dao, chị ngồi chị gọt. Cái này chị nặn á. Cả đêm hôm qua chị chẳng ngủ luôn. Nên là bây giờ cũng hơi buồn ngủ đấy. Nhưng mà chị biết hả? Nỗi của chị rất lớn đấy nè. Em hợp với chị nhé. Em đáng yêu á. Hôm nào ba chị mua về. Rồi hai chị em mình mua luôn một cái nhé. Anh đi, em biết thổi không? Đem thổi chị xem nào. Nó ăn còn ngọt, biết thổi không? Ừ. Chị ăn xúc xích nhá, ngon cá. Ngon. Cái này là bánh sô cô la á, siêu không? Thấy siêu không? Em thử xem nào. Không phải chắc còn ngọt đấy. Không sao, hai chị em mình cùng nhau. À, vỡ. Ừ, bây giờ chị cũng thử thử nhá. Wow. Mà sao mất chúng mình quá. Có hấp ba bổ ngon lắm. Cái bước này tí không biết được nhưng mà nó rất là ngọt ngào như tình cảm dành cho em đó. Đúng không? Đó nè. Nói nhiều quá thôi. Em có muốn làm này không? Vào nhà chị dạy. Vào kẹo này thôi. Nè. Wow. Ừ. Ý là được á. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn
mình mà sao?